Xin kính chào quý vị và các bạn. Chúng ta đang đến với những tin tức nóng hổi nhất diễn ra trên kênh Tin Mới. Trong bản tin ngày hôm nay sẽ có những tin tức đáng chú ý nào? Mời quý vị cùng theo dõi. Bản tin lũ lụt Trung Quốc mới nhất ngày 9 tháng 8 năm 2020. Thưa quý vị, Cục Khí tượng Trung Quốc dự báo trong 2 tháng tới vẫn có mưa lớn, lũ lụt, nhiệt độ tăng cao, nắng nóng gay gắt và xuất hiện thời tiết cực đoan so với cùng kỳ các năm trước. Nhiều nơi ở miền Bắc Trung Quốc đang phải đối mặt với nhiệt độ cao và các đợt nắng nóng. Hồi cuối tháng 7, nhiệt độ ở thủ đô Bắc Kinh và các khu vực lân cận lên tới 41 độ C. Đây là dữ liệu cao nhất kể từ khi khu vực này bắt đầu có ghi chép về khí tượng vào năm 1961. Trong khi đó, gần đây, nhiều tỉnh thành ở phía Nam Trung Quốc như Trùng Khánh, Hồ Nam, Hà Nam, Thiểm Tây đã phải hứng chịu những cơn mưa lớn, lở đất và các thảm họa thiên nhiên khác, dẫn đến thiệt hại về người, phương tiện và nhà cửa và đất canh tác. Mới đây, từ ngày 3 đến ngày 4 tháng 8, mưa xối xả ở quận Vạn Châu, thành phố Trùng Khánh đã gây ra lũ quét. Dòng lũ dữ dội tràn vào đường phố và khu dân cư, cuốn trôi nhiều ngôi nhà, giới chức thông báo đã có 15 người chết và 4 người mất tích. Kể từ ngày 3 tháng 8, hầu hết các vùng của Trùng Khánh đều có mưa to đến rất to. Hơn 10 con sông ở đây như Giang Tân, Kỳ Giang, Vạn Châu đã xuất hiện cảnh báo lũ. Theo tin tức từ Cục Quản lý ứng phó khẩn cấp quận Vạn Châu, tính đến 9 giờ sáng ngày 4 tháng 8, trong đợt mưa vừa rồi, có 40 thị trấn và làng mạc xuất hiện mưa lớn. Nơi đo được lượng mưa cao nhất là thị trấn Trường Than với 261,2mm. Tính đến 10 giờ sáng ngày 5 tháng 8, có 37.226 người dân ở Vạn Châu đang chịu ảnh hưởng của lũ quét, 11.578 người đã được di rời khẩn cấp và 779 người được tái định cư khẩn cấp. Tổng diện tích hoa màu bị ảnh hưởng là 1.949,96 ha. Ngoài ra còn có 138 gian nhà của 50 hộ gia đình bị sập, 221 gian nhà của 112 hộ bị hại. Thiệt hại kinh tế trực tiếp của toàn quận là 227.844.740 nhân dân tệ. Đoạn video đăng tải trên mạng cho thấy trận lũ ở Trùng Khánh vô cùng dữ dội. Một ngôi nhà cao tầng bị lũ cuốn trôi, không rõ trong nhà có người hay không. Nước lũ tràn vào phố cổ Ngũ Kiều ở quận Vạn Châu đã làm ngập các ngôi nhà và cửa hàng ở tầng thấp. Sau khi nước rút, nhiều người dân đang vớt những vật dụng bị chìm trong nhà. Một đoạn video khác cho thấy vào ngày 4 tháng 8, trận mưa lớn đã khiến cầu đường sắt Vạn Lương bị sập một phần, nhiều chuyến tàu đã bị hủy bỏ. Kể từ đầu tháng 7, nhiều nơi ở tỉnh Tứ Xuyên, Hồ Bắc cũng bước vào mùa lũ và thường xuyên xảy ra lũ ống, lũ quét. Bà Hà sống tại thành phố Ân Thi, tỉnh Hồ Bắc cho biết lũ quét hôm 4 tháng 8 đã phá hủy 3 ngôi nhà. Vụ việc xảy ra vào buổi sáng. Khi đó mọi người đã ngủ dậy nên đều chạy ra ngoài được nên không có thương vong. Sau khi trải qua kiểu thời tiết bất thường miền Nam hạn hán, miền Bắc lũ lụt vào năm ngoái, dường như năm nay Trung Quốc đã quay trở lại trạng thái điển hình Bắc hạn hán, Nam lũ lụt. Các chuyên gia khí tượng cho biết El Nino đang đến và Cục Khí tượng sẽ chú ý đến các thảm họa liên quan có thể xảy ra bất cứ lúc nào trong vài tháng tới. Vào tối ngày 14 tháng 7 năm nay, Cục Khí tượng Trung Quốc đã đưa ra cảnh báo màu vàng đầu tiên về nhiệt độ cao trong năm nay. Hệ thống cảnh báo thời tiết của Trung Quốc được mã hóa bằng màu sắc gồm 4 cấp độ, trong đó đỏ là mức nghiêm trọng nhất, tiếp theo là cam, vàng và xanh. Bên cạnh đó, kể từ năm 2009, cảnh báo nhiệt độ cao trung bình của Trung Quốc thường được đưa ra vào ngày 28 tháng 7, nhưng năm nay nó đã được cảnh báo sớm 2 tuần. Đợt cảnh báo nhiệt độ cao này kéo dài đến ngày 17 tháng 7 và phạm vi ảnh hưởng lớn đến 2 triệu km2. Trong 2 ngày mùng 5 và mùng 6 tháng 8, thời tiết nắng nóng trên 37 độ C bao trùm khắp 10 tỉnh thành phía Bắc Trung Quốc, bao gồm Bắc Kinh, Thiên Tân, Hà Bắc, Hà Nam, Sơn Đông, Nội Mông, Liêu Ninh. Cục bộ có nơi nhiệt độ lên tới 40 độ C. Tính đến ngày 4 tháng 8, thành phố Tupan của Tân Cương đã trải qua 9 ngày liên tiếp với mức nhiệt trên 40 độ C. Hôm 1 tháng 8, trạm khí tượng Hồ A Đinh ở bồn địa Tupan ghi nhận mức nhiệt 48,5 độ C, phá vỡ nhiệt độ cao kỷ lục trong tháng 6 của Trung Quốc và lọt vào top đầu trong bảng xếp hạng nhiệt độ cao toàn cầu. Thông thường mỗi năm, phải đến tháng 7 hoặc tháng 8 thì nhiệt độ tại bồn địa Tupan mới vọt lên hơn 45 độ C. Trong khi khu vực phía Bắc đang phải đối mặt với nhiệt độ cao, thì khu vực phía Nam của Trung Quốc lại đón nhận một lượng mưa lớn. Vào ngày 1 tháng 8, Đài quan sát khí tượng Trung Quốc đã đưa ra cảnh báo hồ vàng cho mưa bão. Dự báo cho biết từ ngày 1 đến ngày 5 tháng 8, nhiều nơi ở phía Nam Trung Quốc có mưa rông trên diện rộng, có nơi đi kèm với sấm chớp và gió giật mạnh.
từ ngày 6 đến ngày 8 tháng 8, mưa lớn chủ yếu ảnh hưởng đến các tỉnh thành như Trùng Khánh, Quý Châu, Hồ Bắc, Hồ Nam, Giang Tây, An Huy, Giang Tô, Thượng Hải. Từ ngày 9 đến ngày 10 tháng 8, vành đai mưa di chuyển về phía Đông Nam, chủ yếu ảnh hưởng đến các tỉnh Quý Châu, Quảng Tây và hầu hết các khu vực ở phía Nam sông Trường Giang. Hôm 8 tháng 8, Cơ quan Khí quyển và Đại dương Quốc gia Hoa Kỳ đưa ra cảnh báo về El Nino và thông báo rằng hiện tượng khí hậu này đã xuất hiện. Tại cuộc họp báo trực tuyến do Cục Khí tượng Trung Quốc tổ chức, ông Chu Bình, chuyên gia trưởng về dịch vụ khí hậu của Cục Khí tượng cho biết El Nino chắc chắn sẽ xảy ra trong năm nay và điều này đánh dấu sự trở lại của miền Bắc hạn hán, miền Nam lũ lụt đúng nghĩa tại Trung Quốc. El Nino là hiện tượng nhiệt độ nước biển bề mặt ở khu vực xích đạo trung tâm và phía đông Thái Bình Dương cao hơn so với trung bình nhiều năm, dẫn đến tình trạng hoàn lưu khí quyển bất thường. El Nino sẽ tác động đáng kể đến nhiệt độ toàn cầu. Ông Chu Định Trân, kỹ sư cấp cao của Cục Khí tượng Trung Quốc cho biết, hồi giữa tháng 6, hiện tượng Bắc hạn hán, Nam lũ lụt thường xảy ra và những năm El Nino xuất hiện. Thông thường xảy ra El Nino, khả năng cao là Trung Quốc sẽ có mùa đông ấm áp, mùa hè sẽ có sự phân bố nóng ở phía Bắc và mát ở phía Nam. Theo ông Chu Bình, El Nino lần này được ước tính có cường độ trên mức trung bình và dự kiến sẽ đạt cực đại vào mùa đông năm nay, tính từ tháng 5 năm nay, và nó sẽ kéo dài ít nhất 8 đến 10 tháng. Nếu El Nino lần này có thể đạt đến cường độ mạnh, có khả năng cao nó sẽ kỷ lục nóng nhất toàn cầu do sự kiện El Nino xác lập vào năm 2016. Tuy vậy, ông cho rằng, nhìn lại lịch sử El Nino năm nay rất giống với El Nino cường độ trung bình xuất hiện vào các năm 2009-2010. Hiện tượng El Nino từ năm 2009 đến năm 2010 kéo dài 11 tháng, từ cuối tháng 6 đến tháng 9 năm 2009, nhiệt độ cao đã ảnh hưởng đến 17 tỉnh thành ở Trung Quốc. Từ tháng 6 đến tháng 8, một phần Nội Mông, Cát Lâm, Liêu Ninh và các tỉnh khác bị hạn hán nghiêm trọng. Từ mùa thu năm 2009 đến mùa xuân năm 2010, khu vực Tây Nam của Trung Quốc đã trải qua đợt hạn hán kéo dài. Và đây cũng là đợt hạn hán nghiêm trọng nhất kể từ khi dữ liệu này được thu thập. Trong 120 năm qua, El Nino và hiện tượng La Nina đối ngược với nó đã mang đến những thảm họa khí tượng cho thế giới. El Nino và La Nina có thể được xếp vào top 10 thảm họa khí hậu toàn cầu. Cũng trong 120 năm qua, thế giới đã xảy ra 3 lần El Nino siêu mạnh, lần gần đây nhất là từ năm 2014-2016. Khi đó, Trung Quốc có mùa đông ấm áp vào năm 2014. Miền Nam Trung Quốc thường xuyên có mưa bão vào mùa hè năm 2015. Tất cả đều liên quan đến El Nino. Ngoài ra, hiện tượng El Nino siêu dài xuất hiện vào các năm 1997-1998 cũng gây ra hàng loạt hiện tượng khí hậu dị thường, có thể kể đến như hạn hán nghiêm trọng xuất hiện ở Thái Lan, Philippines, Úc và một số nơi khác. Mùa hè năm 1997, miền Bắc Trung Quốc có nhiệt độ cao và hạn hán. Mùa hè năm 1998, lũ lụt nghiêm trọng xảy ra ở Trung và hạ lưu sông Trường Giang. Ông Chu Bình nói rằng, các nhà dự báo thường tập trung vào tác động của El Nino sau khi nó xuất hiện. Trên thực tế, trước khi El Nino vào vị trí, các nơi như Brazil, Đông Nam Á và Châu Phi đều đã bị ảnh hưởng. Ông Chu Bình cho rằng, trong lần El Nino này, Trung Quốc không những phải chú ý đến lượng mưa ở lưu vực sông Trường Giang, mà còn phải chú ý đến hạn hán có thể xảy ra ở phía Bắc. Ngoài ra, cũng cần chú ý đến tình trạng hạn hán ở Tây Nam Trung Quốc vào cuối mùa hè và đầu mùa thu này. Ông Chu Bình cũng cho rằng, sự xuất hiện của El Nino sẽ ảnh hưởng đến sản lượng lúa mì, ngô, gạo và các loại cây trồng khác của Trung Quốc. Còn theo ông Chu Định Nhân, sự xuất hiện của El Nino có thể gây ra nạn đói trên diện rộng trên thế giới. Nhiều nơi ban đầu có nhiều mưa nhưng sau đó hạn hán, sâu bệnh sẽ ngày càng nhiều và khiến dịch bệnh lây lan. Các sinh vật biển và chuỗi thức ăn cũng sẽ bị phá hoại. Đồng thời, kiểu thời tiết khô hạn, thiếu mưa sẽ dẫn đến nhiều trận hỏa hoạn lớn, từ đó gây ô nhiễm, ảnh hưởng đến sức khỏe cộng đồng. Vừa rồi là những thông tin mới nhất mà chúng tôi mới cập nhật. Quý vị và các bạn cũng đừng quên đăng ký kênh và ấn vào nút chuông để nhận những thông tin mới nhất về video của chúng tôi. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.